Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Quang ghé thăm nhà của cụ Mù nha. Thì được sự giúp đỡ của cô Chính Tiết với bé Quanh bên Mỹ đó, thì có gửi cho bà cụ một cái phần quà gồm có khăn với thuốc với 4 triệu đồng nha. Thì Quang nay đến thăm cụ tặng quà cho bà nha. Đi bà thấy đường rồi đó, vui lắm. Này con chào bà. Dạ con chào bà. Chào cậu. Dạ. Tôi thấy đường hết rồi. Bà thấy đường hết rồi ha. Thấy đường hết rồi, giờ mấy cô mấy cậu ở trên đài. Dạ. Lo cho tôi rồi hai chồng thằng này nó lo cái. Dạ. Nó chở đi rồi chở tới. Dạ. Giờ hai chồng nó đó. Dạ, hai chồng của anh Tân hay Minh Tân ha. Hai chồng này. Dạ. Dạ. Ngồi đi con. Dạ. Ngồi đi. Dạ. Ngồi đi. Bà này khỏe hơn hẳn luôn chưa? Hả? Khỏe hẳn luôn không? Khỏe. Hai mắt thấy đường hết rồi ha. Hai mắt thấy đường hết rồi. Dạ. Già rồi nó muốn mệt, giờ nào mệt, nó muốn chết, giờ nào đi chết đó. Dạ, bà là năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 84 tuổi rồi, ít xịt rồi. Dạ. Bà sống với ai? Sống mình ơn vậy đó. À, bà sống mình ơn ha. Bắt cơm lên. Dạ. Đói thì ăn. Dạ. Rồi sống mình ơn, nhờ mấy cô, mấy cậu cho gạo, dạ, tiền. Dạ. Sống vậy đó. Dạ. Chứ không cho tiền bà xài hết rồi. Rồi bà tên gì? Tên gì hả? Dạ. Tên Hương. Dạ bà Hương ha. Bà Hương, năm Hương. Năm Hương ha. Năm Hương. Dạ. 84 tuổi, năm Hương. Bà sống ở đây sống với ai? Sống với ai thì sống mình vậy đó. Sống mình nhờ ha. Nhờ hai chồng thằng này. Dạ. Nó có nhà cái gì cái. Dạ hàng xóm ha. Dạ. Chồng nó cũng được lắm mà con vợ nó cũng được lắm. Dạ, cái chị này đấy ha. Cái chị này nè, nó bằng đông lạnh. Đó nhà nó kế bên đó. Dạ. Nhà nó đó. Dạ. Thì hôm nay con đến thì cũng có phần quà của mà cô Chính ở bên Mỹ đó gửi tặng cho bà trước ha. Cái này cái gì ạ? Cái khăn bự để dành cái khăn á. Cái khăn bự. Cái khăn với thuốc. Chứ con gửi hồi gửi tiền thêm cho bà nữa ha. Nhờ chị đến mở giùm cho bà chị ha. Mở ra cho bà giùm ha. Đến Mỹ rồi về đó. Dạ. Có cái gì cắt không? Cái kéo á. Cắt ra cho bà ha. Cắt ra. Dạ. Dao đâu còn? Dao kìa. Kẹt đó, tao mần để cái nơi cái chỗ. Trời ơi, giờ mấy cô, mấy cậu. Dạ, bà đi đâu có được hả? Bà đi bằng xe lăn hả bà? Đi đẩy đi. Dạ, đẩy đi ha. Bà chỉnh cái xe đó, bà đi mới được. Dạ. Một bữa mà không có đi, cái nó mỏi. Chị làm sao với bà? Cũng như là đi. Ở shop hả? Ở shop ha. Chị thường giúp bà ha. Dạ. Chị có thường mua đồ ăn này kia cho bà không? Trời thì có nhà có gì thì cho bà nấy nào có cái gì bà cho ăn cái nấy hả? Thì tiền con gửi con cho bà giữ được không? Được. Hay mất gửi? Giữ được. Giữ được ha. Dạ, không tại sao. Giờ bà sáng đó. Không sao, giữ được. Dạ. Đó thuốc cái này là thuốc bổ mắt đó bà. Cái này cái gì? Thuốc bổ mắt. Thuốc bổ mắt. Dạ. Nhỏ con mắt hả? Thuốc bổ mắt uống cho mắt sáng á. Dạ. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Quá trời cái khăn quá. Trời ơi, cái khăn đó, khăn. Trời ơi, cái khăn quá đẹp. Dạ. Quá đời. Cái khăn để dành cho bà đắp đó. Bổ xương. Dạ. Cái nó cái gì vậy? Bổ mắt. Bổ cái xương. Loại bổ mắt với bổ xương. Nè cái này bổ xương nè, mỗi ngày uống một viên nha bà, có để sẵn nè. Tức là mỗi ngày bà uống cái này một viên, cái đó một viên ha. Vậy đó hả? Dạ. Cái này một viên. Dạ. Rồi cái này một viên. Dạ đúng rồi. Một ngày ha. Dạ. Một ngày mỗi thứ uống một viên. Trời ơi. Đó, cái khăn cho bà. Quá. Ồ. Trời ơi, ăn quá em. Đẹp quá trời đẹp. Đẹp không bà? Đẹp. Ngồi đi các con. Dạ, cái này là của cô Chính Tiết với bé Quanh bên Mỹ gửi tặng cho bà. Cảm ơn cô đó. Dạ. Cho tôi gửi lời cảm ơn cô đó rất nhiều. Dạ. Nhờ trên đài lo cho tôi cả hai con mắt tôi thấy đường. Dạ. Mừng quá trời mừng. Dạ. Cái này đứng nữa bà bỏ cái khăn đi. Này nhớ nghe bà. Con cái loại này nè là này là thuốc bổ mắt này nghe bà, thấy để chữ không? Đó. Dạ. D3 nè, vitamin B3. Không, thì D3. Cái màu vàng. Dạ, đây nè, bổ mắt nè. Là bổ mắt nè, một thứ một viên. Dạ, còn cái này nè, cái này là bổ xương. Bổ xương. Vậy hả? Mở được không? Mở được không? Dạ được. Thì một thứ bà lấy một viên uống thôi. Lấy cho bà một thứ viên cho bà uống lên đi. Đúng rồi. Lấy thứ viên hả? Dạ. Một thứ viên cho bà uống ha. Lấy giùm đi con ơi. Dạ, đây nè, chị cầm nè. Với cô Chính với bé Hoành có gửi tặng cho bà thêm 4 triệu nữa nghe. Dạ. Cho bà xài. Cầm nghe chưa? Dạ. Cái này. Chưa, uống, cầm uống một viên từ. Đi. Để con viên vậy đó hả? Cho bà không có nước rồi. Nước đó. Uống vô hả? Uống đi bà, uống vô uống cho đi. Bà. Uống đi rồi con lấy viên này.
Có gì tao uống, cái gì tao kêu mày. Trời ơi, thuốc tao gỡ gì mà kêu gì? Thuốc mà... Thuốc này tốt lắm. Đúng rồi, dạ. Chị cứ để đó cho bà biết thì, bà lấy bà uống. Lấy một viên thôi. Đúng rồi, một thứ là lấy một viên nha bà. À, cảm ơn các con lo cho tôi. Dạ. Tôi sống ngày nào tôi dạ. Hay ngày nấy. Bây giờ con mắt... Tại vì bữa con nghe bà là mắt không có thấy đường. Bây giờ thấy đường được rồi, con mừng lắm. Thấy đường hết trơn rồi, thấy dạ. Cô với cậu đó dạ. Lo cho tôi dữ dằn lắm dạ. Luôn. Với hai chồng thằng này nè, tụi dạ. Nó chở tới rồi lui tuy là... Cái khăn này nè, bà mới múc bà lấy để bà đắp luôn cũng được nữa. À, dạ. Không ai mình tròn vô nữa nè. Ừ, quá, cái khăn quá. Này nè. Cái khăn này tới mùa lạnh rồi. Trời ơi, quá êm à. Dạ. Cho tôi cái này, cảm ơn người. Dạ. Cái này là của cô Chính với bé Tiết với bé Oanh bên Mỹ. Vậy tặng, hả? Dạ, tặng cho bà cái khăn với hai loại thuốc. Vậy hả? Với gửi tặng cho bà thêm 4 triệu nữa nha. Dạ. Nè, con gửi cho bà 1 triệu nè. 1 triệu. Nha. 2 triệu nè. 2 triệu. Dạ. 3 triệu. 3 triệu. Đây là 4 triệu. 4 nha. Triệu. Đây là phần quà này của cô Chính Tiết với bé Oanh bên Mỹ đó bà. Cái này à, cái cô ở bên đó đó. Dạ. Rồi cảm ơn ta đi. Tôi dạ. Cảm ơn cô đó rất nhiều. Dạ. Cho khăn với cho tiền này kia, cho thuốc uống rồi, cảm ơn cô đó. Dạ. Quá êm. Êm hả bà? Êm quá. Bà giờ cất được không? Hả? Cần, được. Cần gửi ai không? Không, không có gửi ai chứ, tôi cất được hết trơn. Không. Dạ. Nói vậy chứ cái thân già này đâu có dám vô mà lấy được. Dạ. Tưởng con tưởng bà mà cắt không được đó. Ờ. Có ai quen đó cái mình gửi rồi từ từ cái bà lấy bà xài. Tôi không có gửi ai, gửi rồi người ta lấy của tôi sao? Đâu được. Chắc là gửi không đó. Không biết gửi hả chị? Chắc là con cho Yến mà sữa này ha. Ừ. Ừ. Dạ. Ơi, mấy cô mấy cậu không chịu ngồi gì trơn, nó đứng hoài. Con đứng con nhìn bà gì khỏe là con dạ. Khỏe rồi, nhờ mấy cô. Ở đây bà có bà con gì không hay là chỉ có hàng xóm? Sống thôi? Mình ơn à, không có bà con. Rồi đó vậy bà chồng. Có chồng không? Bên chồng á, chết 5 người. Dạ. Anh em chết 5 người hết bà rồi. Có con không? Hả? Bà có con không? Hồi đó ổng cưới tôi là 19 tuổi. Dạ. Năm nay tôi 84 tuổi, ổng đi là 7-8 năm nay rồi. Dạ. Không có con. Bị gì uống thuốc rồi không có con. Dạ, lúc có... bà có chồng là 19 tuổi. Ừ. Có chồng 19 tuổi. Dạ. À, ổng đi thì ổng đi, ổng ra đi thì ổng 75 tuổi. Dạ. Trước mình cũng sống ở đây ha bà. Ờ, trước gốc gác ở đây. Dạ. Đất cát rất quá, ông bà cha mẹ bỏ ở đây nè. Dạ. Vậy đó. Rồi tự nấu cơm luôn á hả? Nấu cơm điện con ơi. Nấu cơm điện ha. Điện. Ừ. Rồi bữa nay bạn ăn cơm chứ gì? Bữa nay ăn cơm với cá lóc. Cá lóc ha, bà tự nấu hay là kho. Ai nấu? Hả? Tự nấu, tự ăn. Tự nấu, tự thấy ăn. Thấy đường hết rồi. Dạ. Tự nấu, tự ăn. Còn không thấy đường thì đâu có mượn mấy đứa cháu nó lo. Dạ. Tội nghiệp. Bà có cái giạc phía trước, bà có thường ra phía trước ngồi không, ngồi chơi không? Có chứ, ngồi chơi chơi ngoài. Dạ. Cái này người ta cho. Dạ. Cái đó người ta cũng cho nữa. Dạ, nhà bà cái gì cũng cho hết trơn ha. Ờ, dột hết trơn rồi, dột nát hết trơn rồi con dạ. Ơi. Không có còn cái gì nữa. Bà nhớ tiền mà giữ kỹ nha. Ờ, biết rồi. Giữ kỹ để ăn từ từ ha. Biết rồi, ăn từ từ. Dạ. Sống ăn từ từ. Dạ. Chứ không thôi là mất là không có tiền xài chết đó. Chết à, mất tự giận à. Mất có. Cái tự giận liền đó. Nhiều khi mà mất cái có duyên cái người này kia cho nữa. Không có. Không có. Không có chuyện đó đâu. Mất cái tự giận chết luôn. Đâu có. Vậy chứ đài trên đài cho mà mình sống mà ở đó mình. Ừ. Cậu ở trên đài hay gì? Dạ con ở trên đài. Dạ. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ. Nhớ nghe bà thuốc để đây nghe. Ờ thuốc nè, để đó. Hai loại nghe, mỗi một ngày là mình uống một viên nha. Một ngày một viên. Một viên, giờ, một hộp một viên. Bây giờ uống một hai viên rồi đó, ngày mai cứ uống hai viên nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Dạ. Ờ. Dạ. Dạ. Dạ con quay sơ cái nhà của bà cái ha. Ừ. À, đây là mấy cái ghế này bàn này của bà chắc đồ xưa đó hả? Dạ. Ừ. Dạ. Có ai chùi rửa ở đâu mà dạ. Xưa con ơi. Dạ. Bị đau mấy tháng trời rồi con mắt, dạ. Con mắt không thấy đường rồi. Rồi cái bình này sao mà nó dơ chứ gì bà? Hả? Vậy nó xấu rồi sao? Thấy bình này hư hết trơn rồi nè. Dơ à. Rồi. Nữa có tiền đó bà gửi mua cái bình mới đi. Yeah. Thôi đi còn xài được mua làm chi cái này cái để này nó dơ lắm. Cái này cho để hậu hả? Thân mua thuốc uống mua gạo cái ăn thấy hai cái bình nước nóng của bà là quá trời cũ rồi dơ lắm hư chưa
hả? Sợ nó giữ nhiệt không được á, nó hư á, nó dơ á. Ừ. Nha. Ừ. Quay đi quay cái nhà, dạ. Cái nhà nghèo, nhà khổ. Nhà nghèo nhà khổ hả bà? Nghèo, khổ. Chắc chưa nóng không? Hả? Chắc chưa bà nóng không? Không, nhờ chồng con nhỏ đó nó cột. À, nó căng căng cái mặt này đấy ha. Người ta cho tấm đó rồi nó, dạ. Nhìn nó căng. Dạ, để con quay sơ cái nhà của bà cái ha. Cậu quay đi. Dạ, phía trong này là... Mà để bà đồ để bà nấu cơm đi hả? Rồi nữa bà đi vệ sinh đồ ở đâu? Hả? Bà đi vệ sinh đồ ở đâu? Nó nói cái gì trời? À, cất cái cầu ở ngoài sao ha? Hả? Dạ, không có gì. Con hỏi bà tắm ở đâu? Tắm ở đâu gì, có tắm đâu. Tắm ở ngoài sân đó. Dạ. Múc một ca nước suối cái rồi. Vậy hả? Ừ. Bà tắm nước nóng hay tắm nước lạnh? Tắm nước nóng. Dạ. Nước lạnh mà hay đau lắm. Dạ. Rồi mưa ở nhà bà mưa dột không? Dột, dột mới che đó. À, dột mới che đó ha. Ừ, dột mới che vậy đó. Sáng bữa nào cũng đi tập thể dục. Dạ. Đi tập nhảy dục chừng 2 tiếng đồng hồ mới đi về. Bà tập thể dục ở đâu? Đường cỏ không rồi sao bà đi vô? Đi nè. Mà không có đẩy con xe đường, ra ngoài. Đường nhà bà cỏ không nè. Còn sao mà đẩy ra được? Thấy đường nhà bà cỏ quá trời nè. Trời ơi, có ai đâu mần, mới người ta mần 200,000 nữa, mần mới có 1 tháng, 2 tháng cái giờ nó lên nữa đó. Đây là địa chỉ của bà ở 314 gì bà Di, ấp An Lợi B, Định Yên. Địa chỉ của nhà bà là ấp An Lợi B, Định Yên. Có bà Di, gạch bà Di phải không? Gạch Bí. Gạch Bí gì? Gạch này gạch Bí. Gạch bà Di. Nè, gạch bà Di nè, biết đâu. Sao nó để kìa kia đây? Nè, nó không có gạch bà Di kìa. Ấp An Lợi B, Định Yên nè. Hồi đó giờ con cũng không có coi cái bảng này. Tao có thấy đường đâu, có biết gì đâu. Nó bảng nè. Thấy không, địa chỉ của nhà bà là nè, ấp bà Di thấy không? À, thấy không, rõ ràng không? Đó. Gạch bà Di, ấp An Lợi B, Định Yên. Vậy thôi con chào bà nghe, bà giữ gìn sức khỏe nghe. Bây giờ chào mấy cô, mấy dạ. Cậu lo cho tôi mang ơn, tôi biết bao nhiêu nữa. Dạ. Con hãy lấy cái này để ta xài không có được. Dạ hả? Trời ơi, bà nhắc con luôn. Con chích xíu con quên cái này rồi. Vậy hả? Ừ. Bởi vậy tao mới kêu mày lấy để ta xài không có được. Cái này bà xài không được ha. Đâu có được. Được không? Làm sao được? Bà làm kỷ niệm. Hả? Bà làm kỷ niệm. Kỷ niệm gì? Cũng như là để dành gì đó. Khi nào con vô cái trả con. Dạ, giờ vậy cho hả? Hay gì? Đâu có. Vậy chứ giờ nó. Cái đó là cái hút tiếng nói vô đó. Cái này là dạ. Em nó không có cái đồ nó quay. Cái này là cái đồ hồi nói tiếng á, hút tiếng vô bà. Vậy hả? Dạ. Ờ. Dạ. Rồi thôi bà giữ gìn sức khỏe nha. Con dạ, con về nha. Nha. Dạ. Mấy cô mấy cậu hết. Dạ. Thôi bà còn đi được hả? Lo cho tôi. Dạ. Mang ơn quá trời. Dạ. Rồi. Bà đi không được không hay là bà chỉ có được, đẩy được. Đẩy cái này? Ở vòng vòng đi, bà đi được mà. Bây giờ đi được rồi ha. Ở đây không có sao chứ. Yeah. Ở đây người ta thương tôi dữ lắm. Dạ. Yeah. Người nào cũng thương, ví dụ không có cái chuyện gì xảy ra đâu. Dạ. Yeah. Thương lắm. Dạ. Yeah. Sạch sẽ lắm. Ừ. Nhớ cái khăn đó bà cuốn là cho nó gọn gàng nha. À, để nó sạch. Ừ. Để nữa tôi quấn lại tôi để dành. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Để dành kỷ niệm. Thôi, xài đi kỷ niệm làm gì? Vậy hả? Để lạnh chùm. Mùa mưa lạnh cái chùm. Nha. Yeah. Dạ. Trời ơi nó vui dạ, vẻ. Dạ. Vậy thôi con về nghe bà. Tôi đồ bà được thằng trai gì quý dữ lắm luôn. Thôi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi con bye bye bà nha. Bye bye. Dạ, Hồi Quang cũng xin kết thúc video tại đây. Chào quý cô chú anh chị ạ. Hẹn quý cô chú anh chị vào video gần cảm nhất ạ. Cảm ơn ha, cậu cô. Dạ. Rồi con bye nha. Cảm ơn.